Chỉ còn là 160k, 500k hôm nay chỉ còn là 305k với cả nhà mình ạ. Mọi người là vừa mua hàng đấy, vừa xem livestream, vừa trả phí đấy, ủng hộ cũng cả như là link cho mọi người nhá. Giá là cực kỳ lời luôn, được phờ đi cho mọi người này, có giấy vệ sinh an toàn thực phẩm đầy đủ đấy. Em cảm ơn chị anh Tuyệt Nhật nhá, cảm ơn anh rất nhiều. Mọi người quay anh nha mọi người. Gì đấy? Vừa xem like. Cái này cái gì đấy? Vừa xem live nhá, vừa xem giải trí, vừa mua hàng đấy, cực kỳ hay luôn mọi người ạ. Giá này 160k cho một thú này thôi. 500g là 305k đấy, mọi người có thể mua cái bò miếng này về có thể là ăn bánh mì giống em. Ăn bánh mì hoặc là mọi người bóp nùng chua, ta heo kiểu, hoặc là mọi người có thể là ăn với là cái gì nhỉ? Bánh mì. Có cái bài nào sao? Có. Quá ngon luôn. Có thể chế biến là tầm khoảng 3 đến 4 cái chỉ muốn của cái gì là bò miếng này mọi người ơi. Khúc bò mè liều đi ạ, có nha, chia sẻ sau, đăng lên cái sản phẩm là khúc bò miếng là mọi người ạ. Ô, nhầm ạ. Đây, rồi, mọi người nhanh tay vào trong cửa hàng nhá. Cả nhà mình nhanh tay chốt đơn, em và cả nhà mình chốt đơn đi ạ. Còn em là 45 chốt đơn rồi. Đấy, những ai mà chưa chốt đơn là mọi người có thể ủng hộ anh Hoàng cũng nhanh kiếm nha. Em và cả nhà mình chốt. Đang còn có tầm khoảng 20 suất cuối mọi người. 20 cuối của khô bò miếng đen này. Đấy, giá này một hộp là 250g, hôm nay chỉ còn là 160k thôi. Còn một gói 500g này sẽ có giá là 305k cho một gói này. Đấy, những ai mà đã mua sản phẩm bên Quality Food rồi, đã mua khô bò này, đa số mọi người là quay lại mua. Không chỉ là mọi người mua cái hộp 250g rồi, mà mọi người mua cái gói 500g này, giá là quá hời luôn. Hiện tại là đang là 305k cho một gói này, cực kỳ hời cho mọi người ạ. Đấy, tính ra thì ví dụ mọi người mua hai hũ này tính ra là 320k, còn mà khi mua một gói 500g này trực tiếp luôn thì giá chỉ có là 305k thôi mọi người ạ. Đấy, mà mua về thì mình nghĩ là cái này ăn thì một hũ này tầm khoảng 2-3 ngày hết, còn mà một gói này thì chắc là cả gia đình thì chắc là tầm khoảng 1-2 ngày ăn là nhanh lắm. Tức là mình có thể chế biến theo là có ba hình thức nhá. Có thể là phần mình tôm ăn trực tiếp, mọi người có thể là bóp gỏi nộp chua kiểu thứ tư thứ năm, là mọi người có thể là kiểu kẹp bánh mì thịt giò chả đấy, kỳ ngon lắm mọi người ạ. Khô bò sợi Bà Liều mọi người lên nào, khô bò sợi Bà Liều lên trên anh đây, khô bò sợi Bà Liều đây, hôm nay có giá bao nhiêu đây? Khô bò sợi Bà Liều thì ăn vì nó rất là ngon đấy. Khô bò sợi Bà Liều này mình thấy là tất cả mọi người ai cũng vừa
kiểu là vì nó vừa khẩu vị, khẩu vị nó rất là phù hợp luôn, rất là phù hợp với là nhiều người. Đấy, ăn nó không phải như là mua khô bò miếng như này, hơi ngọt luôn, mình thì nó hơi ngọt, dành cho những ai thiên ngọt thì mọi người có thể ăn được thoải mái. Khô bò miếng thì nó hơi thêm ngọt một tí, nhưng mà khô bò sợi bà liều làm kể cả chua cay mặn ngọt nó đều vừa vặn hết, ướp gia vị nó hơi được. Nó hơi dai một tí, nhưng mà mọi người ăn càng dai thì nó càng ngọt, mình thề hơn mọi lần ăn nó dai nó càng ngọt mà ăn càng cuốn luôn mọi người ạ. Đấy, mà ví dụ mà mọi người có thể là xem phim này, tôi còn gia đình kiểu xem thầy sư cũng xem phim ấy, có thể là mua về để bỏ cái đĩa này, cả gia đình cùng quay quần cùng nói chuyện, cùng vừa ăn vừa nói chuyện thì tình cảm gia đình đi lên đấy. Mọi người chỉ cần bỏ ra có 200.000 đúng không, mọi người có thể thấy giá cả nhà thấy giá bao nhiêu ạ? Đức Anh, Kim Anh, em đấy vẫn vì hôm nay là thấy đang bị nhiều cái quá, nóng nhỉ. À, đang bán gì đây? Đang bán khô bò miếng, khô bò sợi bà liệu. À, khô bò bà liệu đây. Đây, chả biết bà xé kiểu gì này. Xé hết một phần đít, phần đầu để lại. Đấy, các bạn không? Đây, nó là người làm nhé, người làm đấy. Đúng rồi, người làm ạ. Cái này làm thủ công đó mọi người nhá. Có nhiều anh chị, có nhiều tài khoản bảo là cái này là không phải bà liệu làm. Mà là bà liệu cũng như là các gì, các chú, các o làm cùng mọi người. Chúng tay làm cùng. 300k hôm nay còn 229k cho họ. Sao đây 199k đây? Ui đấy. Đúng không? 199. Chưa từng có giá này. 199. Chưa từng có giá này mọi người. Chưa từng có giá này với giá là 199k trong phép trình Hoàng Tiến. Xuân Nick em 229. Em một cái như mình chốt đơn đi ạ. Bình thường ạ, bình thường ạ. Cái giá của mình bán có 205 hoặc 210k. 229 mọi người đổi nick đi. Bây giờ chỉ có là 199k thôi. 199k. Em mời cả nhà mình chốt đơn 199k thì em thề mọi người giá chưa từng. Những ai, những anh chị em nào đã đặt đá săn với cái giá là 199k, cả nhà mình có thể comment cho em chứ đá săn gạch ngang 199k đúng không ạ? Đã mua. Ok, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Đá đặt 365. Ôi. Bình thường nhá, gói 500g em bán là 405k hoặc 410k là cả nhà đã thấy đã mua ủng hộ em rồi. Bây giờ chỉ còn là 385k thì 385 thôi. Có 385 mà giá tất nửa cân bỏ khô. Giá hôm nay là giá yêu thương yêu đá cho mọi người. Chứ bình thường ấy chưa bao giờ khoảng tiền la được cái giá cả. Em thề mọi người luôn. Chứ này là mọi người thấy cái giá này quá hơi, quá là yêu đá luôn. Cả nhà mình cũng nhanh tay mua hàng mọi người. Bình thường không có giá này đâu mọi người. Bình thường là mình bán một gói này 500g là 410 hoặc là 425k. Và bây giờ chỉ còn là 385k, còn một phú 250k bình thường nhá. 210, 229k, bây giờ chỉ còn là 199k. Quá